Xin chào mọi người, trời đang nóng ghê mà Nu thì lại thấy đói mọi người ạ. Bây giờ mới là 4 giờ thôi, Nu sẽ đi ăn mì nha mọi người. Giờ là Nu đói quá cho nên Nu bảo là đứa em à, em trai, đứa cháu chứ, đứa tạm biệt đứa gì nhá, đi mua một gói mì và một cây xúc tích nha mọi người. Bây giờ Nu sẽ ấy ra và ăn nha mọi người. Ok, xong rồi nha mọi người. Đây, Nu cũng vừa mới đun nước chín, à nước sôi chứ, nước chín, nước sôi chứ, nói Nu nói tắt bếp ga đi, đổ vào mới đủ cho ta. Ok này, ớt này, hạt tiêu nha, tiêu thôi không phải hạt tiêu, đổ vừa thôi. Rồi mình sẽ đổ ít ớt vào nha. Không được miếng ớt nào luôn á, tôi kệ. Ăn nhiều đau bụng mọi người ạ, nhưng ăn ít thôi. Đây là bữa phụ mà. Để đây tối tốt nha mọi người. Tiếp theo đây chính là lấy đũa và thìa. Ok, mà mọi người ăn mì cùng Nu nhá. À, chung một. Hai. Mời mọi người ăn mì với Nu nha mọi người. Miếng xúc xích này. Ơ, chưa hết đi rồi. Mà mọi người ăn với Nu. Do cắt quá Nu đi lấy cốc nước này mọi người. Nu ăn xong rồi nè mọi người. Và đúng lúc nó ăn xong thì bố mẹ đi câu cá. Đi câu cá về đó mọi người. Mời quý vị theo dõi xem tiếp theo Nu sẽ đi làm gì nha. Bây giờ thì sẽ đi xem số cá hôm nay bố mẹ câu được như nào nha. Đây nè mấy đứa em à, đứa cháu chắc biết gọi luôn á. Đang xem. Và đây chỉ là kết quả một ngày của bố mẹ nha. À có phải một ngày. Tầm 1 giờ à, 1 giờ mới đi. Mà bây giờ chính là gần 4 giờ rồi đó mọi người. Cá này cá rô phi mọi người. Chị gái Nu đặc biệt không thích ăn cá này đó mọi người ơi. Lúc này là anh trai đang cắt đầu à, cắt đầu đi. Rồi một tí Nu sẽ đi rửa cá đó mọi người. Trời ơi, cá rất là mùi luôn á. Tí Nu sẽ lấy ruột và rửa nha. Lúc này là mẹ đang chiên rồi mọi người ạ. Nhưng mà cái cúc ăn thì Nu lại quên để Nu lại quên lấy điện thoại quay mọi người. Thôi thì mọi người thông cảm nha, mọi người nhớ theo dõi Nu để xem nhiều video thêm nha. Đặc biệt là video hậu trường chúng mình quay phim, Nu lại sắp có video rồi đó. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, Nu ăn cơm đây.